em sang đề ấy đề này nè, cũng thấy cái hạt là nó đều, nó không có hạt xưa đâu đó. Cái này là mình sấy nhiệt độ 65 độ C để mình không có sấy cao, tại sấy cao nó sẽ làm chín đều, chỉ sấy đủ nhẹ nhiệt độ, thấp nhiệt độ, mục đích là để cái vỏ nó giòn giòn này nè, để dễ bóc cái lớp vỏ ra để làm hạt điều tươi, chứ không có được sấy cao. Nếu mà sấy cao quá đó thì nó chín đều hết, nó không có còn tác dụng gì nữa. Sấy như thế này phải canh nhiệt độ liên tục, không canh là nó khét hết. Mục đích của sấy đều đó là làm cho cái vỏ nó giòn đi để dễ bóc vỏ, bóc vỏ nó dễ hơn. Đây là mẻ hạt điều đầu mùa nên hạt điều nó sẽ múc và đẹp hơn những cái hạt điều giữa mùa. Để mà hạt điều lúc nào cũng đều đặn giống nhau rất là khó cực kỳ. Nông sản mà mọi người, không thể nào lúc nào cũng nhất giống nhau được. Sau khi sấy xong á, thì mình sẽ bóc vỏ hạt điều và được những cái mẻ hạt điều nó như thế này. Đó. Đó. Sau đó mình sẽ lựa những hạt vỡ như thế này ra. Mình sẽ lựa những hạt vỡ ra làm hạt vỡ, còn những hạt nguyên thì nó lại khác. Đây là những hạt vỡ. Là đều nguyên hạt. Bóc vỏ xong rồi thì cũng phải lựa lại, lựa những hạt hỏng, hạt hư, hạt sâu ra khỏi cái mẻ điều này. Nói chung cũng rất là hao, 10 kg mình sẽ hao từ 1 tới 2 kg thì sẽ còn 10 kg, còn lại 8-9 kg thôi. Đó, thì lựa kỹ, không lựa kỹ là không được. Nhưng mà sau khi xong hết rồi đó thì cái này làm sữa rất là ngon, chứ còn bỏ nước sôi vô xay lên là được mẻ sữa ngon lành rồi.